Ê, mọi người thấy đây có cái gì không? Đây là một cái vừa. Đó, cái vừa, cái gối nền nhà đấy. Khi lát nhà sơn lên, xong rồi mưa nó rùng xuống. Và cái này thì nó rùng ở nơi phía nhà, ở bên sau nhà ba đây. Đó, mình bẻ như thế này được. Đó, dập nát. Đó, cả cái này như thế này. Đó. Đúng. Nó rất nhiều nhá, bè vùng này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đó, và mình như chơi như thế này này, đó. Đó. Đây là trò chơi tuổi thơ của mình. Này. Đó. Khi mà bạn chơi như thế này á thì nó sẽ tung lên như vậy. Đấy, đấy. Nó tung lên, mình cứ tung lên như vậy á. Còn đây á là cái mình đan nhá. Nè, khi mình đan á mình sẽ bỏ vô như thế này và tách ra như thế này. Đó, mình đan lạt được rất nhiều. Đó. Cái này đan như thế này á là dùng để đời lên để che như thế này này. Đây, đây là một cái rổ á, một cái sàng á, nhưng mà nó bị hỏng mất rồi. Khi mình đan á thì nó khít nó lại như thế này đó. Và cái này thì mình có thể vẽ này, đó, nó rất là đẹp đúng không? Đấy, bầu trời này, mình vẽ mặt trời này, núi này, đó, cả cái núi đó, thấy chưa, đẹp đúng không? Phía này là sông này, và đây là núi này, đó. Trên này có một cái xíu bầu trời này, đó, âm thanh đẹp dạng, đó, rất là đẹp. Đây là cảnh mình về đấy.